Móc chú gấu cà rốt. Đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 13 móc xích. Mình sẽ móc tăng lên 3 hàng. Hàng thứ tư mình sẽ móc vào đây là các mũi móc đơn. Sau khi móc xong thì mình sẽ móc chân của nó. Chân mình sử dụng ở đây là 6 mũi lên cho vòng tròn 3 thuật. Phần tay mình sử dụng đây là 6 mũi móc đơn, 6 mũi móc xích. Và móc vào đây cho mình là các mũi nửa kép. Phần cà rốt này mình sẽ móc vào đây là 7 mũi móc xích. Và móc vào đây cho mình là các mũi móc đơn. Sau khi móc xong thì mình sẽ gắn mắt và khâu miệng cho nó. Phần mắt mình sử dụng đây là mắt 5 mini. Đây mình sử dụng đây là len cotton. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Dành chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một cọng len màu đen, một cọng len màu kem, một cọng len màu cam, một cây kim, một cây móc, một cây kéo và một phần mắt. Đầu tiên mình sẽ tạo một nút thắt. Lên cho mình 13 móc xích. Mình sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai, móc vào đấy mũi chân mũi sẽ là một mũi móc đơn. Chân mũi cuối cùng này mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn cùng một chân. Mình sẽ móc lên một móc xích và thứ hai trong mỗi đầu tiên mình sẽ móc vào đây 3 móc đơn cùng một chân. Tiếp theo mình sẽ móc vào đầu mỗi chân mũi sẽ là một mũi móc đơn. Mình sẽ móc vào 10 chân mũi.
lần tiếp theo, trên mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn, trên mũi thứ hai hai mũi móc đơn ở phần mặt trên. Sau đó mình tiếp tục móc lên 12 mũi móc đơn, 12 chân mũi. Sau đó móc vào đây cho mình 3 mũi móc đơn. Mình sẽ móc vào đây là các mũi móc đơn.